Chào mừng các bạn trở lại kênh phân phối về dầu mỡ nhờn của mình. Thì ngoài bán các cái loại mỡ về đóng gói theo dạng phi hoặc xô công nghiệp khác, thì hôm nay mình cũng có một cái đơn hàng về mỡ đặc trùng của Nhật, đóng gói dạng tuyết, gọi là mỡ con sâu của Nhật Bản. Thì mỡ này thì nó có thương hiệu là LUBE Nhật Bản, gọi là trên cái bao bì nó là LUBE Corporation, ở dưới là có chữ CNC 1.7. Thì theo như mình được hiểu thì cái mỡ này là sự kết hợp của hãng LUBE Nhật Bản và hãng JSW của Nhật Bản, là một hãng máy khá là nổi tiếng. Theo như mình được biết thì chuyên sản xuất các loại máy ép nhựa, CNC và các cái loại máy công cụ khác. Thì họ cho ra cái sản phẩm này để kết hợp nhằm tăng cái thị phần bán mỡ và khuyến cáo trên các cái máy của họ, như gọi là khuyến cáo ODM. Thì mỡ này là dùng cho các cái máy CNC có tốc độ cao và các cái máy ép nhựa, cùng các máy cán và máy phun điện JSW Steel. Thì được các cái thị trường Việt Nam cũng khá là ưa chuộng và tin dùng các mỡ này, tại vì nó cũng khá là đặc thù và thị trường Việt Nam cũng nhập rất là nhiều các cái máy đến từ Nhật Bản rất là nhiều. Đó là một số cái thông tin chia sẻ của mình về cái dòng mỡ này. Nếu các bạn có thông tin cần hỏi thông tin gì thì các bạn có thể liên hệ với mình theo hotline để ở trong video này.